Đã có 10 cái câu hỏi review về cái vấn đề liên cộng. Câu thứ nhất, khi bạn định x tích phân của x bình phương, ở đây các bạn sẽ chia làm hai đoạn, mà là 1 cộng x để x từ 1 cho đến 0, cộng cho tích phân từ 0 cho đến 1 mới là ơ của x bình phương trừ cho ơ x bình phương. Ơ x là bằng tích phân của x nhân cho 1 cộng x dx cộng cho tích phân này là trừ 1 cho đến 0. Tích phân này là từ 0 cho đến 1. Nó chỉ khác nhau là x và x bình thôi. Thì là bằng 1 phần 6. Là cái này 0 ha. Thì là 1 phần 6 trừ cho 0 bình phương. Thì là bằng 1 phần 6. Cái số khách hàng người ta đến bởi cái Potter Club trong 1 giờ là bằng phân số person. Tức là nếu các bạn định nghĩa xì là bằng số khách hàng, là xì của chúng ta là một cái phân khối person với cái lambda là bằng 15. 15 này là 15 trên 1 giờ. Cái thời gian chờ để được phục vụ trong vòng ít nhất 7 phút. Cô này đã chờ 4 phút rồi. Ít nhất 7 phút, tức là còn 3 phút nữa là cô ta bắt đầu vào là ở đây. Được chưa? Cái này là dấu chấm, tức là đã chờ là chừng này. Thì cái xác suất mà 3 phút nữa cô ta được phục vụ sẽ bằng bao nhiêu? Cái phân phối này nó có cái tính không nhớ. Người ta đang hỏi là cái xác suất có điều kiện y, y là cái thời gian chờ các bạn nhỉ? Tức là y lớn hơn 7. Biết rằng y của chúng ta đó là lớn hơn 4. Bên này á, cái x của mình là question. Thì cái y của mình đó, bên này là exponent, nó chính là xác suất của y lớn hơn 3, chính là 1 trừ cho cái xác suất của y bé hơn 3, là 1 trừ f của 3, 1 trừ cho ơ mũ trừ lambda. 15 này là trên giờ. Là chấm 25 trên phút, thì là trừ chấm cho 25 cho 3 ơ mũ trừ 75 47. Ok các bạn, cái xì là một cái tỷ lệ phần trăm gì đó được xét như là một cái normal, đúng không? Xác suất 0.1587 cho một cái là gì? Lớn hơn 20%. 0.1857 25 là chấm 0228. Đó. Cái này là z bé hơn 1, z bé hơn 2. Yeah. Chúng ta sẽ có một cái z nữa phải không? Z bé hơn 1 là chấm 8413. Bé hơn 2 là 9772. 587 8413. Cái này là cái bé hơn này, còn cái này là cái lớn hơn. Các bạn thấy tổng cái này nó bằng 1. Điều này muốn nói lên là cái 20 này sẽ biến đổi xuống dưới này. Okay. Mình thử biến đổi nhé. 20 trừ cho mu chia cho sigma. Bởi vì đây là cái normal, mình không biết cái mu và cái sigma bằng bao nhiêu. Dựa vào đây thì mình thấy là 20 trừ mu chia sigma là nó bằng 1. Là bên này để ý tiếp là chấm 0228 chấm 9772. Các bạn thấy xâm hai cái này nó cũng bằng 1. Điều đó có nghĩa rằng là cái 25 này nó biến đổi xuống dưới cái 2 này. Có nghĩa rằng là 25 trừ cho mu chia cho sigma là nó bằng 2 đó. Cái transform trên này mà xuống dưới này, tức là lấy x trừ mu chia cho sigma. Các bạn giải cái này ra y bằng 15 mà sigma bằng 1. Thì là cái xác suất x lớn hơn 0, nó sẽ bằng z lớn hơn 0 trừ cho mu 15 chia cho 5. Là xác suất của z lớn hơn trừ 3, trừ 1, trừ 2, trừ 3. Tức là phải tính tổng diện tích này các bạn. Dưới này là normal 0,1. Cái điểm trừ 3 này là trừ 3 sigma. Thì cái chỗ này nè, ba cái standard deviation nó là 99,7%. Cái khúc từ 3
cho đến trừ 3 đó. Vậy là bên này một nửa phải không? Bên này một nửa nữa thì nó đủ. Nó còn chấm 3. Thì bên này là chấm 15. Bên này là chấm 15. Lớn hơn không có nghĩa rằng là lớn hơn trừ 3. Vậy là nó là cái phần này cộng cho cái phần này. Chính là cái đáng mà lớn hơn trừ 3. Cái này là 295. Người ta đang đi hỏi cái xác suất 300 cho đến 304. Thì đó có nghĩa rằng là các bạn đi tính cái xác suất của Z, biến đổi Z xuống các bạn 300, các bạn trừ cho cái 295, bạn chia cho 45, đồng ý không? Cái này là 304, bạn trừ cho 295, bạn chia cho 45. Vậy là Z lớn hơn 1/9 và bé hơn 1. Các bạn phải tính phi của 1 trừ cho phi của 1/9. 1/9 tức là phi của 0.11, tức là phi của 1 trừ cho phi của 0.11 bằng 8413 trừ cho 5438, nó sẽ bằng 295. Rồi câu thứ 5, cái thời gian của chúng ta đó nó sẽ là một cái phân phối exponent m, trong trường hợp này m bằng 6 này, thì lúc đó cái f của mình đó là nó bằng 1 trên m ơ mũ trừ 1 trên m s. Cái công thức mà từ Poisson qua đó là f sẽ bằng lambda nhân ơ mũ trừ lambda s. Cái bên này ấy, là nó sẽ bằng 1 trừ ơ mũ trừ lambda s. Còn bên kia ấy, nó sẽ là 1 trừ cho ơ mũ trừ 1 trên m. Xác suất xì không có ai đến trong vòng 6 phút tức là lớn hơn 6, thì là nó bằng 1 trừ xác suất của x bé hơn 6. Vậy là nó bằng 1 trừ f của 6. Vậy nó là bằng ơ của trừ 1 chia 3. Sửa lại là 3. Cái m của mình là nó bằng 3. Vậy là ơ của trừ 2. Vậy là 1 trên ơ bình phương là bằng chấm 1353. Câu 6. Cho cái biến ngẫu nhiên liên tục với cái hàm phân bố xác suất là như thế kia. F0.5 tức là bằng xác suất của x bé hơn 0.5. Và nó bằng tức phân từ trừ 1 cho đến 0. Thì nó là 1 cộng x dx. 0 cho đến 1 thì coi như là 0 cho đến 0.5 thôi. Thì nó bằng là 1 trừ x dx. Các bạn bấm hai cái tích phân này ra. Thì bên này là 3 phần 8, bên này là 4 phần 8. Thì tổng hết lại của chúng ta là 7 phần 8. Xác suất x lớn hơn 0.5 là bằng là 1 trừ cho cái F0.5 là bằng 1 phần 8. Câu 7. Cái chỗ mà trên 8% của cuộc gọi nè, các bạn để ý cái chỗ này nè. Cái người này người ta muốn đặt cái thời gian giới hạn nên là bằng bao nhiêu? Người ta cho cái miền này là bằng 0.08, người ta cho cái đó là 0.92 thì tự nhiên nó lộ ra cái này là 1.41. Nó cũng lộ ra thêm cái này là 8%, vượt quá cái giới hạn cho trước. Xác suất của x lớn hơn một cái xì nào đó là bằng 0.08. Cái này là ở trên Z này, thì các bạn phải tính được cái điểm này ở trên. Cái min là bằng 8.21. Lấy cái xì mà trừ cho 8.21 mà chia cho cái sigma. Sigma là bằng 2.14. Xác suất của cái này á, lớn hơn cái này thì nó bằng 0.08. X lớn hơn cái đó. Tức là xác suất của Z lớn hơn 1.41. Các bạn thấy rằng là cái xì của mình nó sẽ bằng sigma nhân cho cái 1.41 cộng cho cái mu 8.21, nó sẽ bằng là 11.36. Câu 8, uniform từ 3 đến 8, time tức là continuous, xác suất của x bé hơn 5.
Thì này là từ 3 đến 8 mà phải không? Xác suất của x bán bằng 5 là các bạn xâm cái này lại. Thì cái len này bằng 2. Cái xác suất của mình là 1 trên b trừ a. Thì cái đường đứng này là bằng 1 phần 5. Thì là 2 nhân cho 1 phần 5 thì là bằng 2 phần 5. Ok. Câu 9. Thời gian sống của một cái gì đó là exponent với cái xác suất mà x bé hơn hoặc bằng 1000 là bằng 0.75. Cái này chính là f của 1000. F của 1000 nó bằng là 1 trừ ơ mũ trừ lambda nhân cho 1000 bằng 0.75. Mình đang nói cái lambda này là của Poisson. Trừ của ơ mũ trừ 1000 lambda thì nó bằng 0.25. Thì là bằng các bạn lấy log hai vế, log cái này nó sẽ bằng log của cái này. Và trừ 1000 lambda bằng log của 0.25. Thì lúc đó mình suy ra lambda nó sẽ bằng log của 0.25 chia cho trừ 1000 bằng trừ 1.386 chia cho trừ 1000 thì là bằng 0.01386. Hy vọng của exponent là bằng m. M này chính là 1 trên cái lambda của Poisson, tức là 1 chia cho cái tỷ này thì nó bằng 721.3. Câu cuối cùng, density vậy là fh bằng 600 trên x bình phương. Để cái điều kiện là lớn hơn 100 và bé hơn 120. Thì là ngược lại thì nó là bằng 0 đó. Average tức là người ta hỏi kỳ vọng các bạn. Kỳ vọng thì nó bằng tức phân 100 cho đến 120. Bởi vì cái phần phần rìa thì nó bằng 0 rồi. Kỳ vọng thì các bạn phải nhân thêm x. Thì nó là bằng tức phân từ 100 cho đến 120 của 600 trên x. Không thì các bạn 109.39. Cái này là trên micromet. Cái giá của chúng ta là 0.5 trên micromet. Thì cái trung bình này nè của chúng ta nó sẽ bằng 109.39 nhân cho 0.5, 54.7.